Mọi người ạ, thì lúc tầm khoảng 11 giờ 11 rưỡi là bắt đầu là bà con dọn dẹp xong, bắt đầu là triển khai là khoan luôn. Cái nhỏ quá thì thôi, nhưng mà cái nửa này này, nếu mà nhỏ quá thì không quá là em cho vào gùi. Xong mình cắt ra xong là mình còn lại đặt. Xong là sau này còn cắt cơ mà. Nó thế thôi chứ còn dùng nhiều đấy. Rồi, cố lên. Còn một ít nữa là sắp xong rồi. Nào, Quyên xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn lượng. Thì hiện tại bây giờ mình có mặt tại tổ 1, thôn Cán Lủng, xã Cán Trục Phìn, huyện Mèo Vạc mọi người ạ. Bây giờ thì anh em mình bắt đầu là triển khai công việc mới, là như hôm qua là như video trước là anh em mình có chuyển cái máy nén khí lên trên này để chuẩn bị phục vụ và sửa lại cái bể nước ở trên đầu tổ 1 đây mọi người ạ. Đấy, thì bây giờ mình đang đứng ở chỗ gần cái bể nước, bây giờ là bà con đang lên để đang dọn dẹp vệ sinh cỏ kiếc, rồi là xong rồi là tập trung để thu đá về để đập nhỏ ra để chuẩn bị nghiền bột đá mọi người ạ. Đấy, thì khi nào mà nghiền bột đá được thì mình quay ra mình sẽ đập cái bể nhỏ bên kia ra, xong rồi làm lại một cái bể mới ở chỗ đấy, chỗ bà con đang dọn cỏ đấy. Thì còn cái bể này thì mình sẽ sửa lại mọi người ạ. Đấy, còn cái bể to này mình sẽ sửa lại để cho bà con dùng nước để cho nó thoải mái mọi người ạ. Đấy, bây giờ thì anh em mình cùng đi ra chỗ bà con để cùng với bà con để làm dọn dẹp. Thì hiện tại bây giờ mọi người thì lên mới có 5 người thôi. Đấy, thì còn một số người, còn một số bà con thì đang đi lên mọi người ạ. Cũng rất vui là năm nay là được sửa cho bà con được cái bể nước đấy. Thì nói thật mọi người là cái nước ở trên này thì nó rất khan hiếm và cũng không có nước luôn đấy. Thì là mình sẽ sửa cái bể này này, thì cái bể này nó đang bị giò đấy, không chứa được bao nhiêu nước cả. Thế nên là sửa lại thì sẽ nước nó không giò sẽ tích được nhiều nước hơn đấy. Xong rồi lại làm cái bể mới ở bên này nữa, còn cái bể cũ, bể nhỏ nhỏ này mình sẽ đập đi và xây lại một cái bể mới đấy. Đấy, từ hôm qua đến nay mà cái nguồn nước ở đây nó ra rất nhiều luôn mọi người ạ. Đấy, hôm qua mình vào mình nom chỉ được có một tí nước thôi, nhưng mà hôm nay nước nó chảy xuống mà nó ngấm vào nó cũng được rất nhiều nước. Cái đá này nhá, cái đá này xong rồi hôm nay mà dọn vứt xa xa thì nữa đi. Không, vứt xa nữa đi, tại vì còn mình còn lấy đá ra xong rồi mình còn kè rộng nữa cơ. Kè cái chân rộng ra thì nó mới ấy được. Vứt cái cỏ ra xa là một tí nữa. Hôm nay là dọn dẹp xong, bắt đầu là quay ra là đi thu đá về cái chỗ cái bãi trên này nhá. Cần thu đá là gì? Đá này là nhiều. Ừ, đây thì cái đá này thì mình phải bê hết về chứ. Hôm nay thì mình dọn dẹp. Còn thời chiều thì là dọn buổi sáng này xong chứ mấy. À, mọi người ạ, thì hiện tại bây giờ bà con cũng dọn được một nửa rồi, thì còn một ít ở trên này nữa thì một lúc nữa là xong. Đây nhớ tính ơi, đó là dọn hết cả chỗ này đi này, xong rồi là để dọn hết cái khu này đi để dồn đá vào đây để đập ra, xong rồi để nghiền.
chứ không có chỗ để nghiền đâu. Okay. Đấy, dọn hết cả cái khu này đi này. Đấy, thông ra đến kia luôn, thì vì là cái chỗ này để đến lúc mà mình đập đá xong rồi mình dồn vào đấy để đập nhỏ ra xong rồi là nghiền xong rồi là hất bột về cái chỗ cái bãi bằng bằng kia. Đấy. Đây là chỗ này là toàn bộ là cái đá liền đấy. Nên là bà con thì dọn sạch đi để đập cái đá nhỏ ra thôi chứ để tập kết vào đây. Tập kết xong rồi là khi nào mà được 40-50 khối đá rồi thì là bắt đầu là quay ra là cho bà con nghiền. Nghiền thì mình sẽ tập kết bột đá về cái khu này. Đấy thì vì cái điểm này là điểm bằng nhất rồi. Thì là tập trung hất bột vào đây. Khi mà nghiền được bột rồi thì hất bột vào đây xong rồi là để đảo vữa vào cái khu này. Xong rồi là để sửa lại cái bể cái trước mọi người ạ. Nếu khi nào có bột ấy thì mình sẽ sửa cái bể cái trước xong rồi quay ra là mình sẽ làm cái bể mới ở cái khu chỗ cái bể này, cái bể nhỏ này. Đấy, bà con để dọn là chắc thì dọn cỏ xong là thu đá đập luôn chứ tính. Dọn cỏ xong bắt đầu là thu đá về để đập ra chứ. Ô, đập ra để nghiền cái gì nữa? Đập bé à? Ừ. Hỏi thu đá về đập làm gì nữa thì chịu rồi. Mua bột đá về có mà chết à? Hàng trăm khối đá thì... Hàng trăm khối bột thì... Mua về có mà teo. 50 khối đủ nó sơ được cái này. Sửa lại cái bể kia nó mất mấy khối rồi. Mấy chục khối thì mua về cũng mà chết tiền à. Một khối nào mua về đây là ít nhất phải có 350 một khối. Đúng không? Mười khối nó mất 3,5 triệu rồi. Đấy là gọi là cái giá rẻ đấy. Cái cây dương xỉ này khó nhổ phết đấy nhỉ. Khó không? Có dễ nhổ không? Nó tay một tí thôi. Ừ, nó tay à? Thế mai mua găng tay về nhỉ. Mua găng tay về cho bà con làm. Đấy, thanh niên khỏe nhổ cây đấy. Anh nhổ đấy. Ồ, thanh niên, đến làm đi. Đây, mọi người biết là cái dây quả này là dây quả gì không ạ? À? Nhìn đúng như quả kiwi luôn. Có lông này. Đấy. Mọi người biết rồi không? Đây là cái quả cây dương xỉ. Đấy. Quả này là ăn được các mọi người nhá. Nếu mà ở đây là bà con hay đi rừng ấy, mọi người hay đi rừng thì là nếu mà khát nước ấy thì là sẽ nhổ cây dương xỉ lên. Xong rồi là lấy cái quả của nó, lấy cái củ của nó này. Đấy. Xong rồi đây, quả này cũng thế này. Đấy. Bây giờ quả này là chín rồi nhá. Đấy. Củ này là chín rồi, khi nào bà con khát nước ấy, mọi người khát nước thì là sẽ lấy quả này ăn ra để gọi là chống khát nước. Mình nhá, không biết là ăn có việc gì không nhưng mình ăn thử cho mọi người biết nhá. Mọi người xem. Cái này phải lau đi, nó toàn lông không. À, không biết là có mùi vị gì, không biết có ngon không, mình chưa ăn bao giờ thôi nhưng mà thế mọi người bảo là ăn được. Còn ra nếu mà cái này thì chỉ cần lau sạch đi là được, không cần phải rửa. Ngon lắm mọi người ạ. Ăn quả này phải nhà bã, không nuốt được cả. Ồ, ngon phết mọi người. Cái này nó như kiểu là sắn dây ấy. Ngọt này, xong rồi mát mát này. Thôi cứ khoan cứ đục thôi, khi nào không đục được nữa thì thôi. Úi giời, nổ mìn. Có mà ăn, có mà chết. Được nổ mìn thì ngon quá. Lại được cái nền, cái móng bể nó lại đẹp luôn. Bây giờ đá rời nhiều thì buổi chiều hôm nay, buổi sáng nay dọn xong thì buổi chiều nay thu đá về, những cái đá nhỏ nhỏ này thu về rất nhiều luôn. Xong rồi đập ra luôn, thu nó đập ra đập ra lên đấy. Nhưng mà trưa nay phải gọi thêm người lên nhá,
Đây mới vừa có 6, 8 người thôi. Còn thiếu nhiều người lắm. Hôm nay là hộ đê. Nó đê phăng hết rồi. Đê phăng đi bỏ đỡ hết rồi. Yeah, mọi người ạ. Thì hiện tại bây giờ thì đang cái thời gian bà con làm đi làm nương để chuẩn bị vụ ngô mới. Đấy, thì nên bà con ra thì cũng đang đi lên trên đồi làm nương hết. Đấy, chuyển phân, chuyển giò lên để đi bón nương. Đấy, ở đây thì một số bà con thì tách người ra để lên trên đây để làm. Để làm sao cho nó đảm bảo tiến độ công trình cho nó nhanh. Đây mới được có 8 người thì phải thiếu ít nhất được tầm khoảng 7 người nữa. Bây giờ làm cái bể này là phục vụ cho tổ mình, không làm nữa thì không mà thôi. Mai là bắt đầu, mai chỉ việc làm nhanh, có khẩn trương thì làm thì bắt đầu là nước về tận nhà rồi. Chỉ cần ở nhà, chỉ cần mở cái vòi ra cái là có nước luôn, không phải đi dòng nước nữa. Sau này đi lắp thì anh lắp cứ như chỗ nhà Tính là hai nhà. Nhà Tính với nhà Thò là bắt đầu là một vòi. Đấy, như chỗ nhà em là chỗ nhà đấy mà cứ một chỏm chỏm là hai ba nhà đó là một vòi. Cứ dòng về bể nước. Đấy. Thưa quý vị khán giả, thì bây giờ thì ở đây thì bà con đang tập trung dọn cỏ. Thì mình cũng xin phép mọi người đi lên trên tổ 4 để xem tình hình công việc ở trên đó như thế nào nhá. Đấy, có lại công việc nhà em Diên này, cũng như nhà em Xính này, với lại nhà em Vừ. Đấy, xem mình sẽ lên trên đó xem tình hình công việc với lại xem như nào, thì hẹn mọi người sau ít phút nhé. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi lên trên tổ 4. Đi. Đi nào nhỉ? Đi nó lại luôn. Mọi người ạ, thì mình lên bắt đầu lên đến tổ 3 rồi. Thì chỗ nhà em vừa đang chở nốt cái gạch lên mọi người ạ. Còn một ít nữa. Đấy, thì nhà em cũng chở từ vừa ơi. Cái này chở từ hôm qua rồi em. Đây là sim của nhà em đúng không? Vâng. Chắc là hôm nay xong. Hôm nay xong không? Hôm nay cố gắng chở lên xong rồi là che đậy nó cẩn thận vào. Vâng. Nhá. Xong rồi để sim măng nó chết hết thì là bọn anh không chịu trách nhiệm đâu. Tại vì bọn anh đã bàn giao hết cho nhà em rồi. Vâng. Đấy. Gạch thì còn ít nữa thôi, chắc giỏi lắm. Khoảng còn hơn 200 viên nữa chứ mấy. 200-300 nữa thì thôi chở nốt. Riêng nhà riêng hôm qua là chở hết chưa? Chở hết rồi anh. Chở hết xi rồi? Hết rồi. Thế mọi người ạ, thì hôm qua nhà em Duy đã chở hết xi rồi. Nó lại hôm qua cũng kết hợp với nhà em vừa chở xi vừa chở gạch lên. Thì nhà em vừa thì hôm nay cố gắng xong chứ nhá. Vâng, hôm nay cố gắng xong. Ừ. Xe mới mua à? Hay là mượn? Hôm qua em vừa mua cái này. Hôm qua vừa mua, bao nhiêu? Con này 13 thôi. 13 triệu á? Vâng. Mua mới tinh luôn. Mới tinh mà. Ngon. Honda của em quay bát này, mua con này. Có giấy tờ chứ gì không? Đăng ký thì sang tuần lấy được ạ. Đăng ký sang tuần lấy được. Thế mua tạm thì mua cái loại xe nó rẻ rồi đi, mua lại mấy triệu hay rẻ thì đi nó cũng khỏe ấy. Không chạy được bằng điện gì. Ờ thế cũng được, tôi làm mua cái đi. Mọi người ạ, thì chỗ nhà em vừa hôm nay là sẽ chở hết cái chỗ gạch này lên với lại xi măng lên. Thế bây giờ thì anh em mình cũng di chuyển lên trên tổ 4. Mọi người ạ, đấy.
Chào chú nhá. À, chú cày nương à? Đấy mọi người ạ, đây chú đang đi cày nương để chuẩn bị để giống ngô mọi người ạ. Nói thế thôi mọi người ạ, thì nếu mà một người mà đứng ở bên cạnh mà cứ đuổi đuổi như vậy là nó hay bị phá bĩnh mọi người ạ. Nên là chỉ có người chỉ đạo cầm cày để chỉ đạo thôi thì mới chỉ đạo được, không có mình mà cứ đứng ở bên ngoài này mà cứ chỉ đạo mà đuổi đuổi thế này là nó sẽ bò nó hay phá bĩnh. Mọi người thì hiện tại bây giờ mình đã lên trên tổ 4 rồi. Bây giờ là anh em mình sẽ vào chỗ nhà em Vừa với lại chỗ nhà em Ria. Ở đây mọi người ạ, hôm qua thì em Ria đã chở hết xi lên đây rồi. Chở hết xi măng lên đây rồi thì bây giờ thì chỗ xi này thì mình sẽ bỏ em Ria là sẽ đi che lại này. Bởi vì hiện tại bây giờ là chỗ đống xi măng kia là chưa có bạt này. Đấy. Di ơi! Di à! Di đi đâu em? Đi nhà sầu, đi làm cúng với. Đi làm cúng á? Vâng, cúng với. Nhà nào có cúng như nào? Nhà sầu ấy, nhà trên đấy. Ở nhà trên kia? Vâng, nhà thứ hai đấy. À, trên cùng kia là của nhà nào nhỉ? À, nhà trên cùng kia là bố của Nu à? À, thế vậy thì em về bổ ria là lấy cái bạt xong rồi là che cái đông xi vào nhá. Che vào đi, mới che được một đống thôi, còn một đống nữa đã che đâu. Che nó vào xong rồi là tranh thủ mà nghiền bột đá đi để còn xây, còn làm. Bây giờ máy nó đang rối đấy thì gọi người mượn người lên tập trung mà chở khiêng lên mà nghiền. Nhưng mà máy người ta bảo là hỏng. Hỏng đâu? Hỏng thì mình tập trung lên mà sửa lại mà làm gì? Không sửa thì sửa kia thì không biết là đắt tiền hay rẻ tiền. Thôi có mấy trăm thì sửa đi xong rồi xem nó hỏng cái gì. Vâng. Khiêng lên xem nó hỏng cái gì xong rồi mình sửa. Thì mượn một anh em bảo nhau tập trung mà khiêng lên mà làm đi thôi. Hôm nay có hai xe thôi à? Một xe, ba xe, cái sành sáng nay bú rể mới ngủ chưa dậy. Xe không có đá ma, không có là cống mà cả đêm. À, cúng cả đêm hả? Ồ. Cúng cái gì mà cúng đêm vậy? Không biết. Xi măng có việc gì không? À, vẫn dùng được mà. Ừ, nhưng mà phải che vào nhá. Vâng. Đâu xi măng xếp vào đâu? Kìa. Ừ. Thì là thế hôm làm móng em hết là làm hết bao nhiêu bao? 40 bao. Mọi người ạ, thì hôm nay thì chỗ nhà em Vừa đây thì sẽ chở nốt vật tư lên, còn nhà em Ria thì hôm qua sẽ chở hết xi măng lên rồi. Thì là hôm nay thì vừa sáng nay thì mình có điện cho chỗ em Ria thì em bảo là hôm nay nghỉ một hôm vì hôm qua chở xi măng lên thì chở một ngày lên thì nó mệt quá thì hôm nay xin nghỉ một ngày. Hôm nay em Ria lên chỗ
trên kia để hộ bà con để cúng mọi người ạ. Đấy thì bây giờ thì anh em mình sẽ đi xuống dưới thôi. Tại vì bây giờ chỉ có mỗi nhà em Phừ là trở nốt vật tư lên. À, mọi người ạ, thì mình cũng vừa trên chỗ tổ 4, trên chỗ tổ 4 thì chỗ nhà em vừa đang chở nốt vật tư lên. Đấy, thì là bây giờ thì anh em mình đã có mặt tại chỗ bể nước của tổ 1 đây rồi. Thì hôm nay thì bà con này đang bắt đầu, bây giờ là bà con đang bắt đầu là khoan đá để đập nhỏ ra để chuẩn bị là nghiền bột đá để phục vụ cho làm cái bể nước này mọi người. Đấy thì như sáng nay thì bà con này tập trung dọn dẹp hết cỏ này, với lại củi kiếp rồi tất cả mọi thứ là những cái vẩn rác đấy. Thì xong thì buổi chiều hôm nay thì bắt đầu là triển khai là khoan với đập đá. Đấy. Mọi người thì lúc tầm khoảng 11 giờ 11 rưỡi là bắt đầu là bà con dọn dẹp xong, bắt đầu là triển khai là khoan luôn. Đấy, để bây giờ là vừa khoan này vừa đi thu cái đá nhỏ về là để đập này. Đấy, bây giờ là đã đập được cũng khá nhiều rồi. Thì bây giờ là tạm thời là mình chưa sử dụng để mình chưa làm đến thì mình chưa sò đến chưa làm đến cái này thì mình cứ từ từ ăn, để đợi khi nào nó cũng bột và phát thì bà con đi dọn dẹp sạch sẽ cái bể này. Đấy, với lại là dốc hết toàn bộ cái vữa ra, xong rồi là mua lưới về để chát, ép vào để chát. Và mọi người ạ, thì như hôm qua hôm kia là mình có gọi đặt chỗ anh Hợp là một ít xi để cho nhà em Xính để chuẩn bị là xây nhà mọi người ạ. Đấy thì bây giờ hôm qua hôm kia mình gọi thì hôm nay thì xi đã có rồi. Đấy, bây giờ xe xi của anh Hợp đã xuống đến đây rồi. Đây là xi của nhà em Xính trên tổ 4, thì hôm trước là anh ấy chở vào một ít rồi. Còn một ít nữa thì hôm nay sẽ chở nốt vào. Hiện tại bây giờ là còn là 85 bao nữa thì hôm nay anh sẽ chở vào đây. Mọi người thì hiện tại bây giờ thì xi nó về nơi rồi, đã tập kết rồi, hết vào đây rồi thì anh em hôm nay thì chở nốt cái gạch này. Đấy, xong là còn ít cái xi kia nữa thì là sẽ chở nốt lên.
Thì ngày nay ngày mai trở lên nữa thì bà trở hết lên thì bắt đầu với gọi thợ về, thì nếu mà thợ nó về chắc phải ngày kia thợ về đâu. Thế vậy ngày kia bỏ thợ là về và gọi thợ về làm nhé. Thì cho ngày mai để anh em trở nốt xi lên với lại gạch lên. Nếu như ngày mai để họ ngày mai người ta máy thợ nó vào được. Nếu như vào được thì gọi cho anh để anh vào đo cái. Thôi cố gắng bỏ anh em bảo nếu mà ngày mai thì không có coi là ngày mai anh cho mọi người trở nốt xi với lại gạch lên. Được chưa? Ngày mai là có trở xi đấy. Ngày mai trở hết lên xong rồi tập kết hết lên trên đấy. Đấy, xong bắt đầu là để còn ngày kia là bắt đầu là triển khai là gọi thợ về làm. Đấy nhá. Mọi người thì mọi người cũng thông cảm, thì bây giờ thì đúng vào cái thời vụ để bà con trồng ngô ấy, nhiều khi cũng rất khó. Đấy, bây giờ thì đây anh em cũng tranh thủ chỉ có mượn được mấy người thôi để tập trung để chở cái vật tư này lên nốt để cho nó che đậy vào cho nó dễ, để còn che đậy vào không có những lúc mà mưa xuống thì sợ xi nó chết đấy mọi người ạ. Đấy thì là tranh thủ lên là xi này là xi mới nên là mình làm khẩn trương lên. Nhớ riêng nhá, về bảo hộ anh ấy nhá. Đấy là điện nó bỏ là mai bỏ xính ấy, nhá, xong rồi là em giục của anh nhá. Những cái viên nửa này cũng trỏ hết lên nhá. Có khi sau này cái gì cái nhỏ quá thì thôi, nhưng mà cái nửa này này nếu mà nhỏ quá thì không có là em cho vào gùi. Xong mình cắt ra xong rồi còn lại là xong là sau này còn cắt cơ mà. Nó thế thôi chứ còn dùng nhiều đấy. Dùng nhiều. Cắt một nửa ra. Kể cả cái viên kia đấy, cái viên nửa nhỏ nhỏ đấy em cho vào gùi. Xong mà gùi sau lưng để chở để ngồi xe máy chở lên được không? Trông thế thôi mai cũng dùng nhiều đấy. Thì mọi người ạ, thì hiện tại bây giờ là mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mọi người thấy hay like và chia sẻ và hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.